quan an ninh điều tra công an tỉnh Lâm Đồng vừa bắt tạm giam Dương Tuấn Ngọc, 38 tuổi, ngụ khu phố 3, thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An của chúng ta. Đối tượng Ngọc bị điều tra về việc sử dụng mạng xã hội đăng thông tin bóp méo, xuyên tạc, phỉ bán chính quyền nhân dân, nói xấu chế độ, xúc phạm lãnh tụ. Thông tin từ công an tỉnh Lâm Đồng, trong thời gian gần đây, Ngọc đã đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết, video clip trên ứng dụng mạng xã hội Facebook, Youtube, có nội dung bóp méo tình hình thực tế, xuyên tạc, phỉ bán chính quyền nhân dân, nói xấu chế độ, xúc phạm lãnh tụ. Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Dương Tuấn Ngọc về tội làm tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội nghĩa Việt Nam. Dương Tuấn Ngọc bị bắt khi đang tạm trú ở thôn Hoàng Kiếm Ba, xã Nam Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.